thanh niên thôn tặng hoa crút và cái kết như trong phim. Ôm cậu vậy cô. Mày ôm đi chú ôm. Ôm đi. Anh ôm cho anh 50 nhá. Rồi, như vậy là một thanh niên đã cầm một bó hoa khá là to. Và chúng ta hãy cùng xem màn tặng hoa này sẽ như thế nào. Gấu đâu, ôm xuống cô. À, có cả gấu nữa rồi chưa. Nhưng mà hoa trước. Đây là cô dâu tương lai. Rồi, em gái đi học về. Nào, vâng. Ô. Rồi, như vậy là thanh niên là bị từ chối rồi, bị từ chối hoa rồi. Rồi, vác gấu ra luôn, vác gấu ra đốt trước nhà luôn. À đây rồi, em đây rồi. Rồi, cú chạm mặt như trong phim tâm lý tình cảm đây. Vẫn chuyện gì sẽ xảy ra đây. Vâng, rồi, rồi, hai người lạnh lùng bước qua đời nhau. Đấy, tỏ tình không thành phát, và bước qua đời nhau ngay, nhờ. Yeah. Rồi sao em không nhận gấu đi, nó đốt này. Thì không yêu thì cứ nhận để cho nó, sao phải nhấy đi. Tôi thì tôi nghĩ là không yêu thì nhất chúng ta không nên nhận. Tình cảm không nên kiểu như là nhận cho có thì là không được nha. Tặng hoa thành công, tôi thấy em gái này là cương quyết như vậy đấy. Bạn trai kia thì thôi đong một lần thôi là xong nha. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.